Nhưng mà như bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Rồi em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Có thể là con nghĩ có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó, uống cũng hơi nhiều chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Hai vợ chồng giống như mẫu nam mẫu nữ vậy. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thì con tên là Nguyễn Duy Thắng và con năm nay là 30 tuổi. Ngành nghề kinh doanh là con đang làm độ xe hơi. Bây giờ mời con. Dạ, con là Lê Thị Diễm My. Tuổi con thì bằng chồng con. Công việc của con thì là diễn viên và người mẫu tự do. Hèn gì nãy con bước Diễm ra My. Cô nói là sao giống mẫu nam mẫu nữ quá là vậy đó. Diễm My trước giờ là tham gia đóng phim gì rồi? Năm 2019 thì con có đóng phim Tiệm Ăn Gì Ghẻ và phim Hoa Trong Bão của chú Đôn. Chú Trần Cảnh Đôn á. Trước đấy là con làm người mẫu. Thôi giờ kể cho chú nghe coi lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào. Con thì con làm ở trong cái ngành xe hơi này cũng tương đối lâu rồi. Con cũng có một cái brand thương hiệu mới về. Vợ con trước đó là có một cái album ảnh về xe hơi trước đó rồi. Thì con thấy khá là ấn tượng với cả cái album hình đó. Và do đó là con có một cái ý tưởng là tại sao mà mình không mời cô ấy chụp cho bên sản phẩm của mình. Đúng rồi. Bởi vì tại thời điểm đó là vợ con nói chung là tương đối là có sức hút, nổi tiếng ở trong cái ngành xe về cả xe hơi lẫn cả ô tô luôn. Qua một người anh giới thiệu thì con đã liên hệ được với cả vợ con bây giờ. Rồi bây giờ chú muốn biết là cái lần đầu tiên mà con gặp vợ con ở ngoài đó, chạm mặt vợ, nhìn thấy vợ con như thế nào? Lần đấy thì lại là một lần vô tình nữa, không có hẹn trước. Nhưng mà con đã ra ngoài Hà Nội và con công tác ngoài đó. Tại thời điểm đó là vợ con cũng bay ra cùng. Thì công việc của hai đứa là lúc đó là chưa liên quan đến nhau hết. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại Hà Nội. Và lần cà phê đầu tiên cũng ở ngoài đó. Và sau đó cái lần là chụp hình là lần sau đúng không? Dạ đúng rồi. Thế nghĩa là lần đó gặp rồi mới thích. Không, bút rồi đúng không? Dạ không, chưa không. Lúc đó bút chưa là sao? À sau chưa luôn. Lần gặp Hà Nội là bút con rồi. Nhưng mà lại bị hủy kèo. Cái lần đầu tiên bút con xong hẹn. Xong rồi bắt đầu là đầy hủy. Bảo là đợt này không chụp được nữa rồi. Đợt đó con đã thấy quế quế rồi. Quế quế rồi. Xong bắt đầu cái cũng xin lỗi con rồi hủy con tới 2 lần rồi. Xong cái lúc mà ra Hà Nội kia con thấy ông này đang ngoài đấy, con mới thấy ổng comment vô. Xong cái con mới chủ động nhắn tin là kêu anh đang Hà Nội hả, cà phê không? Xong bắt đầu ra cà phê thì sau khi mà gặp mặt, hai đứa gặp mặt nhau rồi, thực chất là con ở trong nghề mà tiếp xúc người mẫu này kia, trai số muối đầy ra này kia, trai đẹp này kia, nên khi mà gặp ổng thì con nói chung là không có một ấn tượng thấy gì, bình thường lắm. Dạ không ấn tượng vậy. Con nghĩ là lúc đấy là ông này là bút mình ấy, thì bây giờ mình có cái dịp thì mình gặp thì xem thử như nào, tính tình ra sao, công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đấy con chỉ nghĩ tới công việc thôi. Sau khi về Sài Gòn thì thêm một buổi gặp là đi ăn, chỉ có anh này là động thái là thả thính rồi tán tỉnh này kia thôi, còn con thì lúc đấy con thấy bình thường lắm. Có nghĩa là con đã thích bé My này rồi đúng không? Thực ra thì có cảm tình thôi chứ chứ lúc em là chưa thích hẳn. Chưa gặp cảm tình sao thả thính người ta? Dạ, thấy xinh thì cứ thả thính thôi. Dính thì dính mà không dính thì thôi. Nhưng mà lúc đó tình trạng của em như thế nào? Độc thân hay là lúc đấy thì đã có một ai đó rồi? Tại thời điểm đó thì là con độc thân chưa? Còn My thì sao? Dạ, con cũng độc thân luôn. Thì con nhớ là có một lần đi sinh nhật cái anh mà chụp hình luôn. Là ảnh mới đưa con về. Thì trên xe taxi ấy, con mới thấy là ảnh mang chiếc nhẫn kim tiền ở ngón nhẫn cưới. Con mới bảo, anh có vợ rồi à? Rảo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chiếc nhẫn ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu, tại sao anh mang vậy rồi em bị mất duyên sao? Cái ảnh mới nói một câu là, nếu mà em mất duyên của em, anh sẽ gánh. Xong mới đưa con lên nhà. Xong bắt đầu là sáp lại với nhau. Nhưng mà con đẩy ra, con không cho vô nhà. Ngày lúc đó con thấy nó nhanh quá. Bắt đầu cái qua em sau con nhắn tin là ông trả chứng nhận lại mà không chịu, kêu em giữ đó đi. Sau cái đấy là hơn một năm mấy trời hai đứa con không có liên lạc gì luôn. Kỳ vậy. Tại vì ông này cứ tiến tới cái xong thấy con im có lại không tiến tới nữa. Sau bắt đầu là ảnh là có mối tình khác, con cũng quen một mối tình khác. Cái lúc mà đưa con về nhà dạ. Thì sáp tới là sao?
Ông sướng vô, ông cưỡng hôn có xin phép không hay là không lúc luôn. Đó thì không có phép tắc gì luôn chú ạ. Hai đứa là cũng có một chút men trong người, thành ra là nó cũng hơi làm liều. Nhưng mà như bây giờ con nghĩ lại thì lúc ấy liều lại ăn nhiều. Ăn được có chút đỉnh thôi mà nguyên năm là coi như là keo mỏ. Nhưng mà cuối cùng thì cái bộ ảnh mà con chụp cho anh Thắng là vẫn vẫn thực hiện vẫn diễn ra. Tiền bạc thanh toán đầy đủ. Dạ đúng rồi. Song phẳng. Không ai nợ ai. Cái bộ ảnh đó là trước khi là cái đêm mà ảnh sáng tới hay sao? Dạ không sau ạ. Vậy gặp lại chụp ảnh chắc tại lúc này con bình thường lắm tại nhưng vì... mà anh Thắng anh sượng sượng không con ông này lẻo mép lắm chú không biết ngại đâu. Ban đầu bút con ấy là con cũng nói trước cái giá tiền nó trong 4 tiếng thôi, cô biết kéo thành ra 8 tiếng xong con chỉ nhận lại một câu anh xin lỗi rồi cười trừ vậy thôi. Nó tính overtime chứ không trả tiền thêm luôn. Chắc gì vậy mà chia tay chứ cũng phải là vụ sát. Dễ sợ quá. Dễ sợ quá mặt dễ sợ chứ. Ái quá mà Trời ơi 4 tiếng đồng hồ mà gấp đôi lên mà ít nhất phải trả cho người ta phân nửa chứ đúng không? Nên quạo để bụng đó. Cô hiểu cảm giác đó rồi. Có nghĩa là đi đưa người ta lên nhà, lên phòng xong rồi sấn tầm bi tầm bạc. Nó này xô ra, nó không cho sấn. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Phải có rồi, lần thứ hai quê chứ, phải quê chứ. Đẹp trai ông chủ rồi. Ông chủ mà xe nữa, trời ơi. Vì quê quá cho nên là cái hôm chụp hình cố tình kéo ra 8 tiếng cho mày biết. Xong rồi làm bộ xin lỗi. Còn bé này đã quê một lần không cho sấn rồi, đã vậy rồi người ta ghét rồi, 4 tiếng nữa, 4 tiếng không trả thêm đồng nào, bịt nghỉ cho rồi đi. Hôm đấy là con cũng vẫn đưa về nữa. Có sấn nữa không? Dạ không. Vì sao mà chia tay rồi sắp lại với nhau? Một ngày đẹp trời thì con cũng vô tình nữa, con gọi vợ con đi ăn thôi. Không, cũng không đẹp lắm đâu nha, bữa đó trời mưa nhá. Thì cũng không có, lúc đấy hiện tại bây giờ đến cái thời điểm đó là cũng vẫn chưa có ý định gì cả. Chỉ đơn giản là hai đứa bây giờ cũng chưa có, bây giờ là không có ai nữa rồi. Thì thôi rủ nhau đi ăn vậy thôi. Ăn xong thì cũng có uống rượu, cũng có chút là... men này kia thứ. Rồi có đưa về nữa không? Thì sao con lại đưa về? Tức là lại vẫn kịch bản năm xưa nhưng mà lần này là con quyết định đi sâu hơn. Lại sấn luôn. Là sấn tới. Cổ đẩy ra là vẫn sấn tới nữa. Lần này là hết đẩy rồi. Em cái kịch tính nó twist ở cái chỗ mà lần thứ hai là không đẩy ra. Cái lần này là không đẩy ra nữa. Thế xong rồi là sau tối ngày hôm đấy thì hai đứa là chính thức là đi lại bên qua lại với nhau. Hai đó là của nhau, nhau đó. Rồi đó. Chính xác. Là em sấn sâu hơn là bạn kia là không đẩy ra mà là đẩy vô rồi đóng cửa. Tại vì cái bữa tối đấy anh gặp xong cái anh mới bảo là cái lần đầu tiên mà anh đưa em lên nhà mình làm gì không? Con bảo là làm gì là làm gì? Ông ra xong tôi đẩy em ra làm gì? Cái em muốn làm gì tí em cho anh đưa lên nhà đi. Anh em sẽ nhớ đấy xong đưa lên nhà. Hay quá ông già, hay quá. Ai về đợt này chắc có lẽ là có uống nhiều quá cho nên con không còn sức để mà khống chế, cho nên cuối cùng là con phải kéo ông vô luôn đúng không? Hôm đấy còn mạnh bạo lắm là uống thấy cả con luôn. Chưa bao giờ con thấy vợ con lại uống nhiều như thế. Có thể là con nghĩ có tâm trạng gì hay câu chuyện gì đó uống hơi nhiều một chút. Đến lúc về rồi thấy vợ con như vậy rồi thương quá thì biết sao giờ. Tới luôn đi. Chứ bây giờ như vậy xong đi về đêm hôm như nào thì con cũng lo nữa. Sao được, đúng rồi, không được. Ủa, em có một cái tâm nó lớn vô cùng. Đưa vô phòng rồi xong con vẫn còn đi tìm chậu, sợ là tối ói này kia thứ. Về xong nhắn tin bảo là đấy, em nhớ chưa? Còn khẽ ra. Em nhớ chưa? Xong lúc đó thật sự luôn mà nói thì là chưa có tình cảm nhiều đâu. Sau thì khi tụi con đi chơi đầu tiên là đi ra Bắc, con nghĩ là một ngày mình sẽ lấy chồng Bắc. Tại vì con là người Đà Nẵng, con lại ở Sài Gòn. Nói chung là mình cứ nghe là người Bắc khó, rồi gia đình người Bắc cũng gia trưởng, rồi mẹ chồng nàng dâu người Bắc rất là khó. Không nghĩ là lại dính cái anh này. Nhưng mà được cái là... Đúng rồi. Ông bà mình nói không bao giờ sai con à. Không bao giờ sai được. Con ra ngoài Bắc con cũng đã gặp mẹ. Thì mẹ cũng bảo là mẹ cũng đánh giá tốt về con. Bảo là cũng thích con. Khi mà tiếp xúc mẹ rồi thì con mới thấy được là thì ra là mẹ... Không phải như người ta nói. Dạ đúng rồi. Mẹ rất là thoáng, dễ chịu này kia kiểu. Và mẹ cũng đã từng hoạt động nghệ thuật. Thực chất là con là người mẫu. Có khoảng thời gian là con làm người mẫu sexy. Nên là con cũng sợ vì thành kiến. Nhưng mà khi tiếp xúc mẹ rồi thì thấy mẹ rất là dễ thương. Mẹ rất là hiểu cho công việc này kia kiểu. Gia đình con thì khi dẫn ông này về thì kêu là thấy thằng Thắng dễ thương này kia kiểu và thích. Hai đứa thứ nhất là
đều là không có ba, tụi con là đều không có ba từ nhỏ rồi. Cũng là từ nhỏ tự lập lớn lên, nên là những trải qua những cái khó khăn cuộc sống này kia là hai đứa đã trải qua, nên khi mà tụi con mới đồng cảm để đến với nhau. Nhưng mà là hai đứa là có sống chung với nhau trước khi kết hôn? Dạ có. Thời gian đó sau bao lâu thì tụi con về sống chung với nhau? Dạ sau 2 tháng sống với nhau, sau đấy thì khoảng thời gian thì tụi con mới quyết định là tiến tới kết hôn. Trong nửa năm là đã quyết định cưới rồi. Coi như là lấy nhau được bao lâu rồi con? Dạ được đúng kiểu vợ chồng son là mới có nửa năm á cô. Mới đây rồi đúng không? Dạ. À, là có em bé chưa con? Dạ chưa. Chưa có. Là được rồi. Mới có 5-6 tháng thôi đúng không? 5-6 tháng. Vậy mà thì làm nhưng sao? Mà trước đó đã quen nhau mấy tháng đâu rồi. Ăn thua gì? Sống với nhau rồi bắt đầu mới là va chạm, bắt đầu mới lòi ra những cái gọi là những cái mà sâu đó chị. Vỡ oà ra. Dạ. Vỡ mộng. Đó đâu thì đó. Kể là vỡ mộng gì nè. Nói chứ vỡ mộng thì con chưa cũng chưa vỡ mộng cái gì cả. Đó nhưng bị mà bị liếc cái nó đính liền. Trời ơi nó mới rất là hồ hởi đó. Con vỡ mộng cái liếc cái là thôi. Cái nhòe cái thôi. Còn rẽ sang hướng khác liền. Dạ, đi ngủ là hay nghiến răng. À vậy đó. Thì phải nghiến răng thì lắm hôm con ngủ bên cạnh con thì con hay thức muộn lắm. Thì nó cũng nghiến răng thì ông con cũng sợ là cắn vào lưỡi này kia thứ nào, con cứ phải giữ cái miệng lại. Giữ có giữ không? Có chứ, định vị mình phải định vị lại ngay, không cho nghiến nữa. Là nghiến dữ lắm à. Cũng giữ thì không giữ nhưng mà nó cũng hơi nghe cảm giác nó hơi nguy hiểm. Bảo không phải là nghiến thường xuyên, tức là thỉnh thoảng bị thôi. Tức ai mà trong không mơ có xả đó. Được hay là mơ đi bên nhỏ nào đó như nào đó thì đó, lại kiểu đó đó. Ghen vậy. Trong mơ đó con đó. Ghen trong mơ đó, nhưng mà cái nghiến răng đó là cái mà người ta không có kiểm soát được. Dạ đúng rồi, nói chung là tật xấu thì cũng hơi nhỏ thôi chứ không có gì to tát cả. Nhất là hay nhăn nhó, hay bị cái cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều khi bực tức cái gì là cũng bực cáu cả con theo, giống kiểu giận cá chấm thớt này cứ như vậy. Hay nói nhiều, cảm giảm nói nhiều, nói đi nó lại nó mít luôn. Xong rồi nói bao giờ cái câu chuyện nó chấm dứt thì thôi. Còn gì nữa không? Dạ. Hay hết rồi. Đó chỉ có vậy thôi ạ. Rồi bây giờ tới con đó mày. Trước đây thì gặp ổng thì thấy ổng cũng hiền lành, vui tính này kia, nhưng bắt đầu về ở chung rồi thì cũng con thấy không có một sự quyết đoán. Kiểu đồng ý là ổng bảo suốt ngày chồng không quan tâm đâu, chồng nghĩ theo cái tích cực. Nhưng mà không phải vấn đề nào mình cũng chịu thiệt cho mình để mình nghĩ việc tích cực hết. Đấy thành ra là khi mà ông thấy ông chịu thiệt vậy thì con lại không chấp nhận được. Nên tối ngày con cứ cầm rầm này kia nói. Nhưng mà con nói là để cho hiểu, nhưng mà nói cũng không hiểu. Nên buộc con phải nói nhiều. Đấy còn tật xấu thì như con nói, ngủ trời ơi, ôm con giống như ôm một con gấu ôm vậy đó. Tính con thì thực sự không thích mà ngủ mà gác. Đồng ý là con cũng muốn ôm nhưng mà ôm nhẹ nhàng thôi. Trời ông này ôm kiểu giống như là con là một con gấu ôm á, ôm mà xiết này kia kiểu mà con khó thở bực thương luôn á. Quá đó, kiểu là thương quá đó. Đi đâu mất. Ủa nhưng mà thường là con ngủ sau mi mà. Con ngủ sau nhưng mà con ngủ lúc thì đấy con ngủ trước. Con ngủ là coi như lên là ôm luôn vậy đó. Thì con ngủ trước nên là con lên nửa đêm con bị thức dậy. Người ta định vị vậy thì mới là giống gối ôm em hiểu không? Dạ. Rồi sau này có lãng mạn không nè? Đó, hay là lãng mạn thì không, đến cái việc mà cầu hôn con phải chỉ luôn á. Phải không? Con chưa làm bao giờ mà chú. Cái đám cưới của tụi con làm từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn lao luôn. Tất cả mọi thứ con đều lên ý tưởng. Con lên hết tất cả từ cái việc quay phim, chụp hình đến cái lễ gia tiên rồi con làm hết. Là cưới rồi trang trí đám cưới là con làm hết. Có vợ giỏi mà đúng không? Có vợ, tại vì vợ con làm trong trước đó đã từng làm trong cái lĩnh vực cưới cũng mấy năm rồi nên vợ con nhiều kinh nghiệm hơn. Hồi con xưa thì con chưa cưới bao giờ, con cưới lần đầu nên là kiểu lần đầu làm chuyện ấy nên là không có kinh nghiệm, mọi thứ không có cái gì hết. Tại vì á, hai đứa con mà đều có ý tưởng là dễ gây lộn lắm. Đúng rồi. Chẳng thà cứ để một người, đúng rồi, một người làm rồi. Xong rồi người kia theo. Đúng. Bây giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Chung thì con chỉ mong muốn là ảnh có một sự quyết đoán hơn, nhận rõ được người nào tốt, người nào xấu. Hay là thấy người ta xấu rồi, biết người ta xấu rồi thì phải né ra, chứ không phải là cứ lúc nào cũng cả nể anh em mấy con. Bị cả nể quá. Dạ đúng rồi, ổng cứ bị cả nể quá, con không thích điều đó. Nhưng mà con đã bị cái tác hại của cái cả nể chưa? Ví dụ như con đã lãnh một cái bài học nào chưa về cái tính cả nể của mình á? Thực ra thì trong mối quan hệ của con với bạn bè anh em quả thì con chưa có, nhưng mà nó khiến cho cái câu chuyện nó đi xa hơn bình thường. Nó đi ra, đúng ra là nó sẽ kết thúc ở đó rồi.
Nhưng mà bởi vì là con cả nể cái vấn đề đó nên là con sẽ đưa câu chuyện nó sẽ diễn ra, nó thời gian nó sẽ bị lâu hơn, nó mới kết thúc. Thật ra nó cũng không có thiệt hại gì, nó không có thiệt hại gì. Bởi vì ta nói là cái tính đàn ông nó là như vậy. Đi chơi với bạn đôi khi biết bạn nó xấu đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như nó không dẫn đến một cái tác hại gì nó quá ghê gớm thì vẫn giữ một cái mối quan hệ. Thật đúng rồi đó, chú Bin nói đúng á. Con biết không, ở cuộc đời này á, có những cái tuýp người đàn ông á, họ cái kiểu họ làm tứ hải giai huynh đệ. Cái trước mắt thì mình thấy là họ mất, nhưng mà cái lâu dài sau này họ được họ được cái nhiều lắm á. Đó, cho nên rằng con cứ yên tâm. Con là dân kinh doanh nên là anh em bạn bè con rất là nhiều. Đúng mà vậy. Hầu như con đi tỉnh nào cũng có bạn hết á. Mỗi người một cái tính cách khác nhau thì với mỗi người thì mình sẽ có một cái cách cư xử, một cái cách chơi nó khác. Yên tâm đi nha. Rồi, cố gắng đi nha, mới có 5 tháng. Thực ra đang khám phá tìm hiểu nhau. Đây là cái thời gian mà hai bạn phải tận hưởng, phải khám phá thật nhiều trong cái cuộc sống nha. Rồi bắt đầu lên kế hoạch co baby. Tận hưởng hết đi. Có những cặp vợ chồng mới cưới nhau cái qua tháng sau, 2 tháng sau có nó có bầu cái không có tận hưởng được gì hết. Đúng rồi, bắt đầu lại vùi đầu vào cơm áo gạo tiền con cái. Nghiệp lắm luôn á, có những cặp rất tội. Đi chơi, hưởng thụ nha. Lúc trả tiền cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bắt tiền. Ủa mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Đâu biết đâu. Nói trời vậy hả, biết nhiêu tuổi không, nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Nói trời vậy hả. Cái xong rồi buổi tối nó về em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay. Ôi cô dâu nhìn rực rỡ, long lanh lóng lánh như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích và đi bên cạnh một chàng hoàng tử rất khôi ngô tuấn tú. Ô hay, công chúa và hoàng tử tên gì, khai mau. Em tên là Đào Thị Ngọc Hạnh, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là giáo viên mầm non. Còn em? Em là Võ Minh Hùng, đang làm quản lý ở nhà hàng, năm nay 26 tuổi. À, là trẻ, trẻ. Đúng rồi, rất chắc trẻ. Là cô giáo mầm non cho nên nhìn em không có ai biết cái điều đó chứ. Thế thì cơ duyên nào mà em trai gặp Hạnh vậy? Tại nhà em với nhà bà xã gần lắm anh, cỡ 100 bước chân á. Lúc đó thất tình, hay nhậu, cái nhà bà xã thì bán tạp quá, cái gọi điện bà xã đem bia. Cái thấy cô gái nào mà ngon ngon mà dễ thương quá ta. Ngon ngon dễ thương. Mà ngon nhất chỗ nào? Nhoi chị. Nhoi lắm chị. Nhoi hả? Nhoi. Nhoi hay nhon? Nhoi. Là bà này mới nhoi 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 nhoi. Mới nhoi như dòi vậy hả? Hay sao? Làm chanh nhoi nhoi á anh. Ủa bộ em lúc em đưa bia là em vừa nhảy chân sáo hay sao mà chồng em nói em nhoi, chị chưa hình dung được á. Dạ cái chắc là lúc em chạy xe cái em nhảy cái phọt xuống cái em đem bia vô lại cái em nhau. Rồi cái ấn tượng của em là về vợ em nó là nhoi. Vậy thì em ấn tượng như thế nào về cái anh bạn này? Dạ em không có ấn tượng gì đó. Ai muốn để ý thì để ý. Thì đó là như là mấy bạn á về nhà em tập múa thì thấy ông xã em đang uống cà phê. Thì em nghĩ là chắc có ai đang nhìn mình, mình cũng chảnh, xấu mình chảnh. Dạ để ý mà mình làm chảnh nữa. Thế xong rồi cái thì lúc em đi làm thì cũng có cuộc gọi điện thoại. Em mở ra thì thấy là số cũng đẹp. Chắc này cũng ngon à. Dạ cái xong rồi thì nói là thì gần nhà gì đó hôm bữa thấy tập múa gì đó. Xong mày cái cũng tinh xính làm quen thì cũng gặp mặt giao lưu. Cái xong em mới gọi điện cho ông xã nói alo đi karaoke không. Cái ảnh mới nói ừ đi. Cái xong mày ba đứa bạn em đi với ảnh. Cái ca xong hết rồi cái hả lúc trả tiền cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bắt tiền. Rồi lúc đó có tất tiền chị. Có mấy chục ngàn túi à. Dạ cái đi karaoke mấy trăm ngàn. Xong nói là giờ không có đủ tiền, giờ thôi em trả phụ đi. Mấy đứa bạn em á giờ thôi mình hùng tiền lại trả đi chứ giờ đâu có tiền đâu. Đó là quê lần thứ nhất. Cái xong mày cái em bực mình. Trời ơi quen bạn gái mà không có tiền. Cái xong mày liên lạc em tiếp. Cái lúc đó tặng em cái nhẫn, bỏ cái hộp đẹp lắm. Em tưởng là nhẫn bạch thiệt. Em đem vô khoe trong trường với mấy chị á. Nè có người tặng nhẫn thấy chưa? Đẹp không? Trời ai cũng khen quá trời, nhẫn đẹp quá. Cái xong mày cái em ra được mấy tuần nó bắt đầu cái ngứa tèn thôi, nó tèn rồi thôi. Hỏi ông này đi sai. Ông nói đi lý do gì ông mua nhẫn bạc. Ví dụ chị. Ai dụ?
bán hàng vụ. Thiệt không? Thiệt, đưa ra nguyên cái hộp, cái hộp đó em thấy không thích, cái em tính đi chỗ khác, cái nói ê, quay lại cái đưa ra một cái hộp hộp mà có một cái nhẫn màu à. Nói này bảo đảm với em ngon lắm, 150 à. Rồi tặng thì thấy cũng đẹp cũng ngon, hộp đẹp đồ này nọ, cái mua về cái tặng. Nhưng mà em đâu có biết là đó là đồ giả đúng không? Không tới chừng khi nào đến khi ngứa rồi mới phát hiện. Rồi báo lại á, thì lúc đó em sao, em có quê không? Quê với chị. Nó phải mua đồ về bù tặng bù. Tặng bù tặng gì à? Thích gấu bông lắm, mua nhà gấu bông bự bự rồi 5-6 con vậy á. Trời ơi, tôi tưởng ông mua cái nhẫn vàng ông bù lợi cho mua gấu bông. Mua gấu bông tặng. Nhẫn vàng là đám cưới, tự để dành tiền, tự mua nhẫn rồi tặng, chứ không có mà phải nhờ gia đình gì hết. Ồ vậy. Anh nói nghe nè, lúc quen nhau á, em có phát hiện được ông này nhỏ nghe 4 tuổi? Dạ không, không hề luôn, tại lúc đó cũng bự con nè, mặt cũng dài dài đó, em đâu có nghĩ là nhỏ tuổi đâu. Dạ. Rồi sao lúc cái xong mày cái gì? Thì lúc đó là cái mới rủ em đi karaoke lại, cũng có hai người bạn của ảnh. Em dẫn thêm hai người bạn cũ đi nữa. Cái xong mày ngồi nói chuyện thì cái mới hỏi Hùng tên gì đó, tuổi gì đó. Rồi xong mày cái bạn em nói ủa mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Nói, đâu biết đâu. Nói trời vậy hả, biết nhiêu tuổi không, nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Nói trời vậy hả. Cái xong mày buổi tối nó về em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay đi, nhỏ tuổi quá à. Dạ đó luôn. Sao Hùng? Em phải thuyết phục mà dẫn chứng nhiều lắm. Giống như ở nhà em á, truyền thống bà ngoại em á thì lớn tuổi hơn ngoại em. Rồi mẹ em cũng lớn tuổi hơn ba em. Bây giờ là em tiếp nối luôn. Nhưng mà lúc đó em quen cũng không có để ý tuổi tác gì hết. Em không biết đúng không? Em không biết. Không biết luôn. Vậy là cái duyên rồi, trời tính rồi. Sao cả nghe. Nhưng mà rồi lúc em thuyết phục như vậy thì cô này có đồng ý quen tiếp tục không? Nói dữ lắm, xong rồi người ta cũng nói vô nói ra, cái em muốn nói cứ nghĩ đi, người ta bằng tuổi anh hay là lớn tuổi hơn anh chút xíu có làm ra tiền được như anh bây giờ hay không, giống như giờ anh làm về cũng đưa tiền cho em rồi. Lúc mà chưa cưới cũng đưa tiền để sau này mua nhẫn để phụ vô tiệm cưới. Vậy á, hai người quen nhau bao lâu thì chính thức mới là đám cưới? Khoảng hơn một năm. Mới 3 tháng à, đã hỏi cưới em rồi. Ủa lý do? Em không biết nữa, chắc sợ mất em sao. Hai đứa đẹp làm chi? Lúc đó thì thông thường em á, nó là đàn ông mà nói không có làm được. Cái em nói thẳng với vợ em mà, anh nói được là anh làm được. Thì lúc đó anh nói xin cưới em. Đúng khoảng qua khoảng một tuần sau thì nhà em qua anh hỏi nói chuyện rồi này nọ. Xong rồi tới Tết qua cái hẹn ngày đám cưới. Gia đình hai bên là không vấn đề gì hết, coi như thuận thảo hết. Thì phải không? Dạ. Anh nói nghe nè, thế thì bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3.5 năm anh. Vậy thì từ lúc yêu cho đến lúc cưới như vậy có sớm không? Em thì thấy không sớm, tại vì em cũng nói chung là trải qua cũng nhiều cuộc tình rồi. Nên khi mà thất tình cái cũng gặp được vợ cái thôi lỡ rồi vớt luôn. Vậy thì trong 3 năm ở với nhau em có vỡ mộng gì ở cái cô vợ lớn mình 4 tuổi không? Có với anh. Lúc đầu vợ cũng nấu cơm rồi làm hết mọi thứ luôn. Cái khi mà đám cưới về cứ sanh nạnh việc này việc nọ, anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia phụ em. Cái tính em đã đi làm về 11 giờ đêm rồi, mấy bữa sau phải nghỉ tới trưa đi làm, nghỉ ngơi chút xíu, bắt làm này làm kia làm, thôi không làm gì hết đó, tự làm đi. Rồi gây không? Nói chung là gây nhỏ nhỏ thôi. Vậy thôi đó mà biểu là vỡ mộng á hả? Còn tại gì nữa không? Nó lớn vỡ mộng là phải một cái gì nó dễ sợ lắm chứ còn cái đó là bình thường. Tại vì lần đó là có một lần mà gây lộn cũng lớn lắm. Em đi nhậu về hơi trễ giờ chút xíu, cái về em cứ xà xà lại em cười giỡn giỡn á, vợ cũng tức lắm, đạp đánh em hai ba cái vô dây nè. Cái em lại mẩm con, vợ em lại giật giành con lại nói mày giấy con lại cho tao. Trước khi em cưới vợ á, em nói với vợ rồi, giận gì giận, anh em đàng hoàng, mày tao là không được, không được. Cái lúc đó cái em nói xong nghe không vô đó tức lắm, tụi cũng đang nhậu, cũng nhậu vô khoảng 7-8 lon rồi. Cái ẩm con, tôi ẩm con về bà nội, xong vô gom đồ hết, xong cái vừa gom đồ ra cái giả bộ xỉu. Ủa giả bộ là em xỉu thiệt hay giả bộ? Dạ không có, em đó là cũng gây lộn lớn lắm thì em cũng mệt quá nên mình nằm xả lai ra vậy đó. Chứ mình cũng nằm vậy cho ông đỡ mình lên để cho xong. Xác định rồi... được là xỉu có ý thức đó phải không? Dạ. Rồi có đỡ lên không? Dạ có chứ. Dạ. Dễ gì không?
là một cái bạch là coi như hết hồn liền đúng không? Không, em thấy em đỡ rồi. Vừa mới đang đỡ cái ở nhà mấy anh vợ đi ngang qua thấy tưởng em quýnh vợ. Trời ơi, chửi em rồi quýnh rồi tin rồi quýnh em luôn. Cái vợ em thấy vậy tỉnh vậy. tỉnh liền cái lại nói em vợ em giả bộ anh không có quýnh em. Rồi lúc đó mấy ông anh sao? Em cũng giải hết lại là không có chuyện gì xảy ra. Thì qua ngày sau thì anh hai cũng ngồi lại nói chuyện với lại hai vợ chồng. Nhưng mà mỗi lần gây lộn là xưng mày tao vậy đó hả? Dạ không, chỉ có một lần đó thôi, lần tại vì em tức mình quá. Cứ đòi ẵm con đi nên lúc đó là em mới nói chuyện mày tao. Là từ đó giờ chỉ có một lần duy nhất đó là nói chuyện. Một lần thôi nó nghe mà đừng bao giờ nữa nghe. Dạ. Đừng có ỷ làm lớn không làm gì làm. Nói nè, còn vỡ mộng cái gì nữa không? Có anh, trời em ghen với Facebook luôn á. Tại sao mà anh? Khi mà về tới nhà bỏ ra một cái lời máy tính cho Facebook. Không phải đâu chị, biết gì không? Mà là hả dành vé vi tính với em để có chị cái ghen. Mặt hình. Dạ. Ủa dạ. Chứ không phải là ghen đâu chị. Coi như là anh này thì dành vi tính mặt hình còn em dành vi tính để lên Facebook. Dạ. Hai đứa giành lộn vậy đó. Rồi con sao? Dạ lúc đó là con đang ở chơi bà ngoại á, tại nhà kế bà ngoại. Có 100 mét à? Vẫn là đem về nội 100 mét. Trăm bước. Rồi nãy giờ là những câu chuyện về sự vỡ mộng của anh chồng với cô vợ. Vậy thì ngược lại, em vỡ mộng gì về anh này? Thì chỉ có vấn đề là rất là mê game. Trời ơi, mê game dữ luôn. Cũng vậy. Cái còn mê hơn vợ á. Bà này mê thằng Facebook. Còn ông này mê con nhỏ game. Cái con game thì cũng như nhau thôi. Ngồi ở ngoài bấm game xong rồi đi tắm, đi toilet rồi xong rồi cũng đem cái game vô ngồi chổng chơi với nó. Cái thú đẹp. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì là em mong muốn đó là những điều gì? Bớt mê game lại, đừng có xem phim hoạt hình nữa, giống con nít quá. Con em bớt hung dữ với em à. Hung dữ lắm. Cứ hễ nói gì ra cái không đồng ý cái quýnh một cái trước khi nói. Rồi, có nghĩa là bớt bạo lực lại một xíu. Bây giờ á, chị hỏi thiệt em nè, có lúc nào mà em cảm thấy là em hối hận vì em đã lấy một cái người mà nhỏ hơn mình không? Tại vì nhiều khi nít quá nè. Dạ không, ảnh còn hơn nhiều người lớn tuổi hơn nữa chị. Ví dụ anh chững chạc lắm. Biết chăm sóc vợ con, biết quan tâm vợ con. Tại vì biết sao không? Tại vì cảm nhận được ở tụi em một cái tình cảm về nhau nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Nó không hề có cái ranh giới giữa cái chuyện mà chênh lệch tuổi giữa hai người. Thì vợ em vẫn cảm nhận em một cái người đàn ông mà đúng nghĩa giống như là cổ muốn. Chỉ có đôi lúc nhiều khi em bỏ bê cổ trong cái việc mà em có những cái thú vui riêng của em như là game, ghét, đồ này kia nọ. Nên nhiều khi cô hơi bực mình vậy thôi. Cho nên nếu em muốn là vợ em bớt hung dữ, bớt bị trước khi nói á, thì là vì mình là người đàn ông mình phải chủ động trước, mình phải bỏ những cái đó trước thì tự động vợ em á sẽ bỏ cái em giữ. Thử ngay sau khi chương trình này hai bạn nên bớt đi nha. Em phải chứng tỏ em là người đàn ông gương mẫu nè, người đàn ông trụ cột của gia đình nè, bằng cách là những cái thú vui của mình á mình hy sinh bỏ trước đi. Lúc đó em mới có lý do nói đó tôi bỏ rồi nha bà. Bà không bỏ lúc mà biết tay tôi ví dụ rồi đó. Vợ chồng cùng bỏ nha. Ok, cảm ơn hai bạn. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp hai năm nữa. Và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không ấy. Không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chín trăm chín mươi chín con hạt giấy phải không nè? Rồi xin chào hai em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu? Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ, kẻ măng kẻ mắng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên là công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở
của bé. Hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà có ở gần nhau không? Dạ, nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét là bỏ qua được. Luôn dạ, vâng, dạ. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn. Vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng thôi là chết rồi, yêu rồi. Rồi yêu, vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không? Hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau. Là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ. Ghét là lắm toàn có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy bạn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bạn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo ạ, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức 9 năm là lúc tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về. Khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà tụi em siêu quá. Là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc. Mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy. Không về là thôi luôn. Nó cũng giống như là định anh tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ, tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 14 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ, là các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy. Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ, em mở một con hạt giấy ra em đọc cho nghe. Bất kỳ. Dạ vâng. Một và em cho anh đó, với chị Vân, mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá vậy Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi, coi ông viết cái gì. Xong rồi tới chị, tới anh Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, cố lên. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên anh xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó. Anh yêu em.
ngày 8/1/2009. Sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé. Liên, anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên. Dạ. Nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đi. Đang dạ. Rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương quá. Cái lời đây này. Là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê vâng. Người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn ừ. Trai đó. Dạ. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó từ... là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau không? Đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vâng. Vỡ òa chứ. Chắc dạ, là vâng. Liên khóc nhiều nhất đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. À. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Mà em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là học. Coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn tỏ anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người ấy, hay cáu nhân mặt với em lắm. Thế nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi dạ. Mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Làm sao ấy. Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi. Nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ. Ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái chuyện ai dọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng. Ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu cáu bẩn. Dạ đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng cho còn dạ. Bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần. Bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi. Về đây em là đấm bóp. Vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia. Nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp. Bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thay. Ý là thế, đấm rồi. Lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm kinh doanh? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi đúng rồi vâng. Không được. Dạ không.
Em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không, không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng, đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng. Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. À, mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện dạ. giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể là mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau đấy ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà dạ. thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu dạ. mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình dạ. để các cụ vui, các dạ. cụ vui thì chồng em cũng vui dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn em dạ. đã đến với chương trình dạ, dạ. dạ. cảm ơn rồi. Chị thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên, thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì gặp lại anh ấy và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại em. Tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 và suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có nha quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Còn vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thì quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82 còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con. Em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend sao nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy đó. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy. Còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái
Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em biết. Chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười rồi. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng. Anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ Luân lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau là yêu nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó nút vào cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền. Thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy.
không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. À? Đăng ký kết hôn thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi, em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn nó không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa. Ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Ơi. Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Hay là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi, anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng. Mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Rồi có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy kia ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng. Mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với. Mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em... Đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À, bữa nay mới biết được. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt Na Cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục.
Còn thằng Sáu vậy nè, có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi, alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé, 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy, hả anh mới ngủ dậy à, hôm nay có gì không em. Xong em bảo là ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên, thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Cũng muốn mua cái gì đó, hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ừ. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy. Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người gì? Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con là phần mong muốn. Dạ. Đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em luôn mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống biết ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi. Lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi, không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Cái này đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia còn đứa em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn đúng thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cô thay đổi gì nè?
Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày, lúc nào mình đánh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa, thế nào, thế nào, để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào, nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi suốt khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô nhưng... thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt, là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. Riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bãi vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Dạ, từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện này nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Chung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Chung và Thanh. Chung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ổng dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Em học được lâu không? Dạ, em học có ngày. Có ngày luôn. Trời ơi, một ngày chắc hết hồn bụng thầy luôn. Dạ, dạ không. Cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được 1 tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa đi. Dạ, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe. Dạ, đi thôi, đi. Thôi em hát thôi, mà ở lúc đó có hai người à, còn bây giờ đông lắm mà em đông lắm mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu, thiệt á. Không đó, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe, hát câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn
thực sự là coi coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo nghề hát. Đừng hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ông đang xuống. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho ông càng nữa đi. Em mất rồi em không. Có một cái tên hát gì ta? Rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh mà ngày xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Đi ra. Là cũng cái kiểu đó gì á? Cũng... Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ rồi, em là cái này là em biết là sau này cưới về ổng mới khai thật cho em á là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương á, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi chung. Dạ, nói có hai lý do đi thôi. Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á là em nói thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là... Mà một tháng cua ổng em tốn kém đi lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Buổi đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời rồi chở thẳng ra Phương Trang em luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen cho nên em mới thương. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới, đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu bộc lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Và từ khi mà khoác cái này lên là hiện nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi. Tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ. Tự dằn vặt. Tự dằn vặt. Rồi mặt như cái mền. Như cái mền. Chứ không nói, không ý kiến, không... Có nhíu, có ngắt. Sao Thanh, sao Thanh? Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm như em cảm thấy bị day rứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em mới nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không. Rồi lúc đó mình đi lên ha, cái kêu ổng dậy mà ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nói vậy anh hỏi lại đi. Cái nói là em hỏi đi. Nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta chửi em nữa sao. Em mới tức quá lấy điện thoại ổng không nhắn lại. Em ơi giờ này vợ anh đang ngủ em nhắn gì vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để ổng nói ổng buồn ngủ quá không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó trời ổng lo ổng sáng tác.
Ông không nói năng gì luôn ông mà cái cảm xúc tức quá, tác quá xong rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ông nổi điên lên để ông chửi lại hay ông quan tâm, thà rằng ông chửi nhưng mà ông cũng có quan tâm. Không trả lời luôn. Trời, lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Cái quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia các thứ, xong cái ông đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, dạ, mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái giúp em đi đá banh với bạn. Trời ơi, đúng không? Cho nên không. Nói chung là em cũng bị một cái từng là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hay là chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh. Thì anh phải nói, tự nhiên cái nói anh không biết ai hết. Cái đến khi mà em mò ra được, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không? Cái nói, cái đó bạn quay cũ lâu rồi, không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cơ? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Dạ. Ghen mà này gọi là ghen lịch sự đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Bởi em chăm sóc em nhiều hơn. À vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi, em mệt quá. Anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị. Em vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống. Là chống ồn. Chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó, chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bà là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó. Cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bà có công việc đó, bà đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi, tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bà ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên. Đó thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về cái cách dạy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Dạ. Bây giờ Trung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật sống? Như là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu. Cái nào hiểu được đang nghĩ giùm đầu, nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác, không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em bây không có em bao nhiêu bây giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới chắc là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon nữa, cái nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, mình con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm, em muốn ngủ lắm, có giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây á, cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau á, nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á, thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.
rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động không? Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm rồi. Thì anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi đó, cũng cái kiểu thách đố vậy đó, em cũng giỡn giỡn nói nhiều quá giờ giảm không vậy đó, giờ em giảm không xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha, cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tôi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh cũng chắc từ lâu chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc mà rất là gọi là thân thiết với tôi. Rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được như 34 như vậy. Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nói thiệt cả là em chứ là em nhỏ bằng hơn. Bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. À, nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa. Đúng bắt rồi. Đầu như thế nào? Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đính chính lại nha, cái đó là cái bữa tiệc khai máy phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi bữa tiệc khai máy thì cái người mà khai máy cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Xíu. Đó. Còn Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thả thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ lắm. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có đâu? Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động không? Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, cứ dám không dám đi làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao, tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó ông bỏ em á.
bao lâu chắc đó. Chừng tháng người ta đang hỏi tháng, hai tháng đẹp sao? Thì mình kể chưa không, gì không kể đi không à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chuyên chuyên. Em nói chuyện chị 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen, cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re, mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ em bị bắt gặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em ổng chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ổng cũng có qua lại với những cái người mà ổng có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó cho nên là em ghim vào cái chuyện đó, mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay gì cũng gần 5 vậy rồi. Vậy chi dạ. Là cũng như là cũng cả năm trời. Cả năm hơn trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nó chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, thách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới em nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi, nó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá giờ giảm hông vậy đó. Giờ em giảm hông xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng tại sao không chở về nhà. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn, chưa sợ đóng đinh chắc từ lâu. Cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada, ông mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường cái mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh này, anh mua một cái máy chạy bộ 2
20 triệu, gần 20 triệu, mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym, rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn, trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo em dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị, em lột ra, sao em xếp áo thun nha, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc quần dài, mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ. Mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp rồi anh không có tìm được đồ em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì, nói em lấy cho, giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó, đợi xíu luôn nè. Giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày giờ em về, giờ em mới mua thùng em để trên kho, đồ em tốn lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng. Có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá. Cái người đó mà vợ em không thích á, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà nhưng mà nấu. Trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ. Dạ, đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh dạ, anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em, ảnh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi. Tin tưởng em nhiều hơn đi, tại giờ em khác rồi. Có con rồi em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, cái hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi. Và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và tụi em rất, em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè anh, Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt, đúng mệt rồi. Lắm mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc. Mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội, mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Ha.